ngày đầu tiên đi học. Đây là một ngày thật đáng ghi nhớ trong cuộc đời một em học sinh. Bỡ ngỡ, hồi hộp, lo âu. Đó cũng là tâm trạng chung của các em học sinh khi lần đầu tiên đến với cánh cổng ở cấp học khác nhau. Tuy vậy, ngày hôm nay, các em đến trường cũng là ngày cha mẹ ngập tràn hạnh phúc, đánh dấu sự lớn lên và trưởng thành của các em. Và giờ đây, chúng ta dang rộng vòng tay đón chào các em học sinh. Các em là thế hệ tương lai của đất nước. Các em là những học sinh thân yêu vừa nổi tổ ấm tình thương của các thầy cô giáo trường tiểu học. Bước vào năm học mới, năm học đầu tiên ở trường trung học cơ sở, với bao điều mới lạ, nhịp bước còn ngỡ ngàng, song ánh mắt của các em ánh lên niềm tin đầy hứa hẹn. Các em giờ đây đang vẫy chào các quý vị đại biểu, quý thầy cô, những người cha, người mẹ thứ hai. Chào các anh chị khối 7, 8, 9 là những người anh, người chị sẽ giúp các em trong học tập và rèn luyện. Toàn thể